Xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là thời lượng bản tin 18:30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Tôi là Tuyết Mai, người sẽ đồng hành cùng quý vị và các bạn trong 10 phút sắp tới của bản tin. Bản tin 18:30 cũng đang được phát trực tiếp trên các nền tảng số, ứng dụng Hưng Yên TV Go, fanpage Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên và website hungyentv.vn. Thưa quý vị và các bạn, vào lúc 13:30 chiều mai thứ Tư, ngày 22 tháng 3, sẽ diễn ra kỳ họp thứ 12 Hội đồng Nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa 17, nhiệm kỳ 2021-2026. Địa điểm tổ chức kỳ họp tại hội trường 408, trụ sở Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân tỉnh, số 10, đường Chùa Chuông, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên. Kỳ họp sẽ kiện toàn một số chức danh do Hội đồng Nhân dân tỉnh bầu và xem xét quyết định một số nội dung thẩm quyền của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Sáng nay tại huyện Phù Cừ, Ban tuyên giáo tỉnh ủy tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác tuyên giáo quý 2 năm 2023. Phát biểu chỉ đạo nhiệm vụ trọng tâm công tác tuyên giáo quý 2 năm 2023, đồng chí trưởng Ban tuyên giáo tỉnh ủy Đào Hồng Vận nhấn mạnh, trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước tiếp tục có những diễn biến phức tạp, tỉnh Hưng Yên đặt nhiều mục tiêu, nhiệm vụ lớn để phát triển kinh tế xã hội trong năm 2023. Đòi hỏi công tác tuyên giáo cần có cách thức tiếp cận nhanh nhạy, chính xác, sát thực hơn để tham mưu với cấp ủy chính quyền các cấp, nắm chắc các vấn đề nổi cộm ở cơ sở, nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng tuyên truyền viên, báo cáo viên, chú trọng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với chương trình hành động của từng cá nhân, tập thể cụ thể. Thưa quý vị và các bạn, Hưng Yên là tỉnh nằm ở trung tâm đồng bằng sông Hồng, có nhiều di tích lịch sử văn hóa, sản vật nông nghiệp hấp dẫn đa dạng. Tuy nhiên, việc phát triển du lịch còn nhiều hạn chế. Sáng nay, Hiệp hội Du lịch tỉnh Hưng Yên đã tổ chức hội nghị bàn giải pháp để thu hút khách du lịch về với Hưng Yên. Theo đó, các đại biểu đã đưa ra nhiều giải pháp để du lịch Hưng Yên phát triển trong thời gian tới, như chú trọng liên kết vùng để phát triển du lịch, tăng cường quảng bá các điểm đến trên các phương tiện thông tin đại chúng và nền tảng số, xây dựng kết nối các điểm du lịch của tỉnh thành các tour tuyến hợp lý gắn với các món ăn, sản vật đặc sắc của tỉnh. Đặc biệt hiện nay, dịch vụ ăn nghỉ trên địa bàn tỉnh còn rất hạn chế, nên việc đầu tư, xây dựng cơ sở hạ tầng là rất cần thiết. Hiệp hội Du lịch tỉnh đề nghị tỉnh cần có chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp, xây dựng chuỗi các nhà hàng, khách sạn để thu hút khách du lịch về với Hưng Yên. Chiều qua, thành phố Hưng Yên tổ chức hội nghị công bố công khai điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung thành phố Hưng Yên đến năm 2035 tại một số ô đất khu vực Hồ Án Vũ. Theo đó, diện tích lập điều chỉnh cục bộ là 60-74 ha thuộc địa bàn 5 phường xã Hiến Nam, Quang Trung, Lê Lợi, Hồng Châu và Liên Phương. Quy hoạch sử dụng đất điều chỉnh theo hướng đất kê xanh, mặt nước tại các ô đất ký hiệu CX1.10, CX1.11, HT1.10 thành đất công viên kê xanh, đất ở hỗn hợp, thương mại, dịch vụ công cộng. Sau khi được điều chỉnh, đất công viên gần 30 ha đạt tỷ lệ trên 48%, đất đơn vị ở gần 20 ha tỷ lệ 32%, và đất giao thông khoảng 10 ha chiếm tỷ lệ trên 19%. Hiện thành phố đang khẩn trương triển khai lập đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu dân cư đô thị kết hợp dịch vụ và công viên Hồ An Vũ và sẽ tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư và các sở ngành. Hôm nay ngày 21 tháng 3 là thời điểm điều chỉnh giá xăng dầu theo chu kỳ của Liên Bộ Tài chính Công Thương. Trong kỳ điều chỉnh lần này, giá xăng dầu trong nước đã đồng loạt giảm mạnh. Cụ thể, sau điều chỉnh, giá xăng E5 RON 92 và xăng RON 953 giảm gần 800 đồng một lít. Dầu diesel 0.05S giảm 1.200 đồng một lít. Dầu hỏa giảm gần 1.300 đồng một lít. Dầu mazut 180 CFT 3.5S giảm 800 đồng một kg. Như vậy, từ đầu năm đến nay, mặt hàng xăng dầu đã có 5 lần tăng, 3 lần giảm và 1 lần giữ nguyên. Cũng trong kỳ điều hành hôm nay, nhà điều hành thực hiện trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu là 300 đồng một lít như kỳ trước. Sau nhiều ý kiến liên quan đến việc giãn chu kỳ đăng kiểm, mới đây, Cục Đăng kiểm Việt Nam trình Bộ Giao thông Vận tải xem xét sửa đổi thông tư 16/2021. Theo dự thảo, các loại xe gia đình, xe con cá nhân sản xuất dưới 7 năm, kiểm định lần đầu sau 36 tháng, định kỳ 24 tháng, tăng 6 tháng mỗi giai đoạn so với hiện nay. Các loại xe cũ sản xuất trên 7 năm đến 15 năm có chu kỳ kiểm định 12 tháng, xe trên 15 năm giữ nguyên định kỳ kiểm định 6 tháng. Tương tự, xe kinh doanh vận tải trên 9 chỗ sản xuất đến 5 năm được giãn chu kỳ kiểm định lần đầu là 24 tháng, định kỳ 12 tháng, tăng 6 tháng so với hiện nay. Xe trên 9 chỗ sau 15 năm giữ nguyên chu kỳ 3 tháng. Một tin tức đáng chú ý khác,
Do năm 2023 là năm nhuận nên dịp lễ Dỗ Tổ Hùng Vương và 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 khá sát nhau, người lao động sẽ được nghỉ liên tục 5 ngày từ ngày 29 tháng 4 đến hết ngày mùng 3 tháng 5. Lịch nghỉ 5 ngày liên tục nêu trên áp dụng với cán bộ công chức viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính sự nghiệp, tổ chức chính trị xã hội, các đơn vị khác căn cứ vào chương trình kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp. Người lao động nếu làm thêm giờ, làm việc ban đêm vào ngày nghỉ lễ được hưởng ít nhất 300% lương, chưa bao gồm tiền lương làm việc ngày này. Hôm qua, báo cáo Hạnh phúc Thế giới năm 2023 đã công bố xếp hạng các quốc gia dựa vào các chỉ số như tuổi thọ, sức khỏe, thu nhập bình quân đầu người, hỗ trợ xã hội. Theo báo cáo này, chỉ số hạnh phúc của Việt Nam đã tăng 12 bậc so với năm ngoái. Trong báo cáo Hạnh phúc Thế giới năm 2023, Phần Lan lần thứ 6 được đánh giá là quốc gia hạnh phúc nhất thế giới. Chỉ số hạnh phúc của Việt Nam cũng tăng 12 bậc từ vị trí 77 năm 2022 lên vị trí 65 trong năm nay. Nhìn chung, báo cáo Hạnh phúc Thế giới 2023 đưa ra những dấu hiệu lạc quan về hạnh phúc thế giới trong năm qua. Hạnh phúc toàn cầu đã không bị ảnh hưởng trong 3 năm xảy ra đại dịch COVID-19, khi chỉ số lòng nhân từ còn cao hơn khoảng 25% so với trước đại dịch. Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế vừa có cảnh báo tới người tiêu dùng 3 sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe vi phạm quy định của pháp luật về quảng cáo. Đó là các sản phẩm mang tên cà gai leo giải độc gan MB, viên ngậm ho la hán quả Tana, viên ngậm ho la hán quả Tana không đường, đã vi phạm quy định của pháp luật về quảng cáo thực phẩm, nội dung quảng cáo không phù hợp với giấy xác nhận nội dung quảng cáo đã được cấp. Cục An toàn Thực phẩm đang phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh, xử lý theo quy định hiện hành. Cục An toàn Thực phẩm đề nghị người tiêu dùng không căn cứ vào các nội dung quảng cáo để quyết định mua và sử dụng sản phẩm nêu trên vì có nguy cơ gây ảnh hưởng đến sức khỏe và kinh tế. Vừa qua, Công an huyện Tiên Lữ đã kiểm tra 7/7 cơ sở kinh doanh ngành nghề karaoke trên địa bàn. Kết quả cho thấy 100% các cơ sở đều không đảm bảo các điều kiện về phòng cháy chữa cháy, không có lối thoát hiểm hoặc có nhưng không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Ngoài việc lập biên bản tịch thu giấy phép kinh doanh karaoke và đình chỉ hoạt động đối với 6 cơ sở nêu trên, Công an huyện Tiên Lữ đã kiến nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tiên Lữ ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 15 triệu đồng đối với cơ sở karaoke K88 do bà Vũ Thị Thu Hà, trú tại thị trấn Vương làm chủ, do hoạt động không có giấy phép. Xin được chuyển sang các tin tức quốc tế đáng chú ý. Thành phố New York, Mỹ đang tích cực triển khai các bước chuẩn bị cho việc cựu Tổng thống Donald Trump bị truy tố và bị giam giữ sau khi ông kêu gọi người ủng hộ biểu tình. Theo đó, cơ quan mật vụ Mỹ và Sở Cảnh sát New York đã trao đổi, thảo luận về các vấn đề liên quan đến việc đảm bảo an ninh trong trường hợp cựu Tổng thống Donald Trump bị tạm giữ và truy tố. Lực lượng an ninh cũng bắt đầu lắp đặt các rào chắn tại khu vực quanh một tòa án ở quận Manhattan vào hôm 20 tháng 3. Dư luận Mỹ trong những ngày qua xôn xao sau khi cựu Tổng thống Donald Trump nói ông có thể bị bắt giữ vào ngày 21 tháng 3 theo giờ địa phương. Thông tin này liên quan đến việc công tố viên Manhattan đang điều tra cáo buộc ông Trump vi phạm pháp luật với việc dùng 130.000 đô la Mỹ để buộc một nữ diễn viên khiêu dâm giữ im lặng về mối quan hệ tình ái của họ. Vụ việc được cho là xảy ra vào năm 2016 khi ông Trump đang tranh cử Tổng thống. Đến nay ông Trump vẫn bác bỏ mọi cáo buộc. Nếu bị buộc tội, ông Trump sẽ là cựu Tổng thống Mỹ đầu tiên bị truy tố hình sự. Trong giai đoạn phục hồi ngành du lịch hậu đại dịch COVID-19, khu vực châu Âu chứng kiến lượng khách du lịch Trung Quốc đến đây giảm do nhiều rào cản về thị thực. Nhiều công ty lữ hành đã bày tỏ thất vọng vì lượng đặt tour thấp hơn dự kiến từ những du khách Trung Quốc. Lượng đặt vé ra nước ngoài của người Trung Quốc đến châu Âu trong tháng 3 và tháng 8 năm nay chỉ bằng 32% so với mức trước đại dịch. Trước đại dịch, khách du lịch Trung Quốc chiếm khoảng 10% số lượt lưu trú của khách du lịch nước ngoài tại châu Âu. Nhưng do các hạn chế về thị thực, thời gian chờ đợi cấp hộ chiếu dài và vé máy bay hạn chế đến châu Âu, một số trường hợp đắt hơn 80% so với trước đại dịch, khiến khách du lịch Trung Quốc hướng đến những thị trường nghỉ dưỡng gần hơn. Những ngày này, cảnh quan của thị trấn Aitona thuộc vùng Catalan ở Tây Ban Nha trở nên tuyệt đẹp với sắc hồng khi những cây hoa đào nở rộ. Vẻ đẹp của các đóa hoa đã thu hút nhiều du khách. Tháng 3 là thời điểm những cây đào nở rộ ở thị trấn Aitona. Sắc hồng của chúng có sức quyến rũ đặc biệt với những người yêu thiên nhiên. Vì vậy đã có rất đông du khách đến từ nhiều nơi đến đây để ngắm hoa. Nhằm thu hút du khách phát triển kinh tế địa phương, từ tháng 3 này, thị trấn Aitona đã triển khai sáng kiến xoay quanh hoạt động trồng trọt và tiêu thụ nông sản của địa phương.
Theo đó, du khách có những chuyến ngắm hoa, hái trái cây, tìm hiểu về các phương pháp trồng trọt, tham gia lễ hội hoa đào hay thưởng thức các loại bánh mứt, thức uống được chế biến từ trái đào. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin 18:30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.